Tượng song mã mẫu tử là biểu tượng của sự tiếp nối hành trình đi tới thành công, che già măng mọc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Ngày hôm nay, Sắp trân trọng giới thiệu tới quý vị tuyệt phẩm song mã mẫu tử, chất liệu gỗ chắc đỏ đen quý hiếm. Tuyệt phẩm này do nghệ nhân top 1 chế tác thủ công tứ diện hoàn toàn bằng tay. Tượng song mã mẫu tử được tạo hình với hai con ngựa đang đứng trên bệ đá, dưới cội tùng cổ thụ. Phía trên là ngựa mẹ đang cúi nhìn xuống âu yếm chú ngựa con bên dưới. Các chi tiết của ngựa mẹ và con đều được làm rất sống động, như các đường cơ mặt, hồng mao và đuôi ngựa được tách tỉa rất kỹ. Có ngựa và mình ngựa được đục chặt tạo khối từng đường cơ, thớ bắp rắn giỏi, rất tuyệt vời. Cây tùng cũng được nghệ nhân đục chặt, tách tỉa, kênh bong từng tán lá, di sần phần thân và gốc, tạo nét xù xì, cổ thụ rất sống động. Trong phong thủy, hình ảnh ngựa luôn là biểu tượng cho sự thăng tiến, thành đạt, mang lại may mắn, tài lộc một cách nhanh chóng nhất. Tượng song mã mẫu tử là biểu tượng của sự tiếp nối hành trình đi tới thành công, che già măng mọc. Khi trưng bày một pho tượng song mã mẫu tử trong nhà, trong phòng làm việc sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, giúp cho gia chủ xoay chuyển được cục diện đang bế tắc, gặp nhiều may mắn và thành công ngoài mong đợi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của shop. Quý vị yêu quý kênh, hãy like, share video và đăng ký kênh YouTube để xem các video mới nhất và hay nhất từ Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.